Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đối với đại xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của đại xả là không, nên đại xả đối với đại xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại xả đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả đối với 18 pháp Phật bất cộng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 18 pháp Phật bất cộng là không, nên 18 pháp Phật bất cộng đối với 18 pháp Phật bất cộng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 18 pháp Phật bất cộng đối với 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của trí nhất thiết là không, nên trí nhất thiết đối với trí nhất thiết không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Trí nhất thiết đối với trí đạo tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của trí đạo tướng là không, nên trí đạo tướng đối với trí đạo tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Trí đạo tướng đối với trí nhất thiết không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Trí nhất thiết, trí đạo tướng đối với trí nhất thiết tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của trí nhất thiết tướng là không, nên trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của pháp không quên mất là không, nên pháp không quên mất đối với pháp không quên mất không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp không quên mất đối với tánh luôn luôn xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tánh luôn luôn xả là không, nên tánh luôn luôn xả đối với tánh luôn luôn xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Và tánh luôn luôn xả đối với pháp không quên mất không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, nên tất cả pháp môn Đà La Ni đối với tất cả pháp môn Đà La Ni không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn Đà La Ni đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa đối với tất cả pháp môn Đà La Ni không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của cái không nội là không, nên cái không nội đối với cái không nội không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không nội đối với cái không ngoại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của cái không ngoại là không, nên cái không ngoại đối với cái không ngoại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không ngoại đối với cái không nội không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không nội, cái không ngoại đối với cái không nội ngoại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của cái không nội ngoại là không, nên cái không nội ngoại đối với cái không nội ngoại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không nội ngoại đối với cái không nội, cái không ngoại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại đối với cái không 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 sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của cái không không là không, nên cái không không đối với cái không 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 sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không không đối với cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không nội cho đến cái không không đối với cái không lớn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của cái không lớn là không, nên cái không lớn đối với cái không lớn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không lớn đối với cái không nội cho đến cái không 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 sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.